đối với cuộc sống bên ngoài, những cư xử bên ngoài á, thì cái gì gian dối đều có nhân quả của nó rồi. Nhân quả đầu tiên là gì? Khi mình khởi nghĩ không thật với người khác là tự động tâm mình đã bất an trước đó đã, đúng không? Mình không sở hữu được cái bình yên của chính mình, tức là mình không quý trọng sự bình yên thanh tịnh của tự tâm mình trước cái này. Và chính điều đó mình tự khuấy đảo, tự khuấy động, tự làm phiền nhiễu lấy chính mình. Và tự cái sự bất an đó mình mới mang tới, mình gieo rắc vô tâm người khác một sự bất an. Thì nếu người ta đủ định tâm, người ta tin nhưng mà người ta không có động. Tin thì tin nhưng mà theo thì không có theo. Tin thì có tin nhưng mà theo thì không có theo. Cho nên người đó không có động. Nhưng mà có đôi khi người ta không có tin mà người ta nghi, tức là người đó bị động. Đứng trước một câu nói của người khác, mình toàn tâm toàn ý để nhận á, thì đạo lý nó lại có ra. Mình có một chút nghi ngờ, dù người ta có nói đúng đạo lý, mình vẫn thấy lệch lạc. Thật ra khi mọi người học đạo, nếu mà tâm chúng ta không có sạch thì chúng ta cứ nghe pháp hoài mà mình không bao giờ hiểu đúng chân lý. Không phải là ông thầy không nói được chân lý, mà tại vì nghiệp của mình nó che tâm mình. Đây mới thấy là nghiệp che tâm. Ví dụ như người ta nói một câu đúng chánh pháp vô cùng, nhưng mình hiểu lệch. Vì nghiệp nó muốn mình đi theo con đường đó, cho nên nó làm mình phải hiểu theo cái kiểu đó. Và khi mình hiểu kiểu đó là mình sẽ làm cái kiểu đó, nó sẽ lệch với chánh đạo. Và đó gọi là nghiệp dẫn mình. Thành ra học pháp nó cũng là một cái loại mà phải đủ bình tĩnh, đủ định lực để mình có thể vượt qua nghiệp của mình ngay tại đây. Thấy vậy chứ việc học đạo mà mình đủ cái định tĩnh để có thể vượt qua cái nghiệp chướng của mình ngay tại đây là một điều rất khó. Thấy vậy chứ mà nó là một điều khó. Thử chúng ta bình tĩnh lại chúng ta coi. Tất cả những cái thời mà chúng ta ngồi nghe pháp, chúng ta chưa đủ cái tỉnh suốt 5 phút liền lạc nữa. Mặc dù chúng ta ngồi trước pháp hội, chúng ta ngồi nghe giảng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà nghiệm kỹ đi, chúng ta có tan biến hoàn toàn trong pháp hội đó được khoảng 5 phút không? Hiếm lắm, rất hiếm có những người có định lực này. 5 phút đã là định lực đối với chúng tôi rồi. Nhưng mà cũng khó đó. Thật ra nếu như trong cái khoảnh khắc mấy phút mà chúng ta được yên tĩnh, an tịnh đó đó, chúng ta sẽ tự cảm nhận cái sự bình yên xảy ra nơi mình. Thì lúc đó đạo lý nó hiện rồi, đạo lý hiện nơi tâm mình. Cho nên lúc đó mình lại khế ứng với cái đạo lý của ông thầy đang giảng cho mình nghe. Nhưng nếu mà tâm chúng ta không yên tịnh, mà lúc đó nghiệp chúng ta đang hiện, như vậy là một là nó sẽ bị bẻ cong theo cái nghiệp tập đang có của chính mình, hai là nó sẽ chống đối. Nó có hai trường hợp đó. Nghe nhưng mà không chấp nhận là cái chỗ này ông thầy nói không được, chỗ kia ông thầy nói không được, chỗ nọ ông thầy nói không được. Không có nghĩa là mình giỏi, không có nghĩa là mình đúng, không có nghĩa là mình hay, mình đã học rồi. Mình thấy chỗ này ông thầy nói lệch chân lý, không phải như vậy, nhưng mà nghiệp nó nói. Thì vậy là vừa nghe giảng nhưng mà nghiệp nó nổi lên để nó chiến đấu ở trong cái thời gian đó, nó hơn thua, nó chắc lọc ở trong thời gian đó. Thật ra khi mà chúng ta khéo học đạo á, thì lúc chúng ta đang nghe, là lúc chúng ta đang tiêu dung được, hòa nhập được, hòa quyện được với cái dòng pháp đang hiện hữu đó. Chúng ta bình lặng yên tĩnh được trong lúc này. Có nghĩa là lúc này theo cái kiểu tam huệ học á, là không phải văn rồi tư rồi tu nữa. Ngay khi văn tức là tu, chứ không có cần phải tư. Tức là ngay khi nghe, có nghĩa là phút chốc đó chúng ta tu tập. Vì vậy mà tất cả những lời đúng với chánh pháp tự động nó rớt hết trong tâm của mình. Rớt hết trong tâm mình để làm chi? Để mình về nhà mình dụng công, đúng không? Sai rồi. Có khi mình ngồi một thời pháp mình nghe, mà nghe đúng chánh pháp rồi á, thì có khi một lời thôi, một lời mà nó rớt được vô trong tâm mình, nó sẽ tẩy xóa không biết bao nhiêu nghìn trùng cái nghiệp thức của chính mình. Và khi mình đứng dậy là gần như mình sạch sẽ tất cả những nghiệp tập ngàn đời ngàn kiếp. Đó là những người mà ngay khi văn, có nghĩa là tu, chứ không cần bước qua giai đoạn tư nữa. Không cần tư, tức là đập trúng là bể, đụng trúng là tan. Thì nghiệp tập của mình nó sẽ được cái năng lực Phật Pháp chuyển hóa, tẩy rửa, quá tán. Làm sao mà chúng ta học đạo được như vậy thì mới có tiến bộ. Vì vậy là đòi hỏi sâu ở trong lòng mình. Không có một cái khoảnh khắc nào mà mình không muốn phá vỡ lầm mê sanh tử. Không có khoảnh khắc nào mình không muốn sáng tỏ chân lý cho chính mình. Gần như nó trở thành một cái gì đó lớn lao nhất, để khi đụng cái gì mình cũng tiêu dung được. Vì vậy là ở đây Đức Phật ngại là chúng ta làm tới làm lui nó thành một thói quen nói dối. Và nói dối nguyện ngoài đời thì nó còn đỡ khổ đi, nói dối trong đạo thì do cái tâm tham cầu danh lợi mà mình tự cho mình được cái này được cái kia. Và một phần á, ngược lại thì cái người đàn na tín thí cũng muốn gặp được ông Thánh cúng để mình có phước. Hai cái tham này nó hút vào. Một vị á, thì muốn xưng tụng mình là cái ông này, ông kia được cái này, chứng cái kia, để cho người ta tôn trọng cung kính mình. Thì người Phật tử luôn luôn trong lòng á, đi chùa là tôi gắng kiếm được cái ông nào mà tu tốt một cái là tôi cúng dường, là tôi kiếm một chút phước. Hôm nay thì cúng dường mấy ông thầy không có ông nào chứng thánh hết á, lắng tai nghe coi nghe đồn ở chỗ nào, chùa nào, ông nào chứng thánh mình sẽ tới. Đó, chính mình khởi cái tâm đó cho nên mới kết chính mình kia. Rồi về á, cái khi mình lầm lẫn mình nói tại mình không biết làm sao mà xui quá, hôm nay đi cúng dường lầm. Tới hồi mình ân hận, mình thấy mình đã bị sai rồi thì đổi thừa tại sao mà ổng tu, ổng còn gian dối. Có phải ổng gian dối không? Cả hai chứ không phải riêng một người. Thật ra mỗi khi mà xảy ra chuyện gì là chúng ta phải nói là cả hai đó. Cho nên là cái việc mà học đạo á, sắp tới đây chúng ta sẽ đi vào, có những cái lớp tu chúng ta đi vào chuyên môn á, thì có những ngày tháng đó, chúng ta sẽ ở trong đạo tràng để chuyên tu. Thì vậy là đòi hỏi một cái hành giả là gần như phải trắng sạch cái tâm của mình để tiếp nhận đạo lý trong những cái khoảnh khắc mà mình sống bên cạnh một vị thầy chuyên môn mà đang hướng đạo cho mình. Không phải ông thầy không thấy, nhưng mà mình không đủ cái tâm để nhận đạo là ông thầy sẽ lướt qua với người khác. Tại thời gian với mình không có nhiều. Nếu như Pháp hội đông, ví dụ như bây giờ một Pháp hội mà tu chuyên khoảng 10 ngày mà mỗi một ngày bao nhiêu người đây trình kiến giải thì chắc chắn là không bao giờ kịp. Mà còn chỉnh sửa, nó nói là phải thế này thế kia là hoàn toàn không còn kịp, không đủ thời gian để mình làm cái việc đó đâu. Đó, do đó nếu mình không đủ cái thật tâm là ông thầy sẽ lướt qua. Và lướt qua rồi thì mình mất một cái cơ hội. Và mất cơ hội đó là chuyện thường. Ví dụ chúng tôi nói rất là lâu về cái chuyện mà tất cả những cái tác ý của mình. Ông thầy thì đương nhiên ông biết rồi, nhưng ông thầy cũng biết chuyện đó bình thường, nó không có thể tha thứ mình được. Vì ông thương mình cho nên mình gạt cái, ông không có để ý, không để tâm, không để lòng, bỏ qua. Như mấy cái người kia kìa, mấy người đó không bỏ qua đâu. Và như vậy mình sẽ mất cái duyên quay lại ông thầy. Mất cái duyên không có nghĩa là ông thầy không muốn gặp mình, nhưng mà mấy người kia sẽ đuổi mấy cái người của mình. Ở đây chúng tôi nói là mỗi người nó có một cái tầng hộ vệ. Và nếu như mà chúng ta phá một tầng tâm linh, chúng ta sẽ tăng được một cái tầng hộ vệ. Do vậy những người đã từng tu tập, đã phá vỡ vọng chấp của mình thì họ ở một cái đẳng cấp khác, tầng hộ vệ đó khác. Và tầng hộ vệ càng cao chừng nào thì họ càng giỏi chừng đó. Cho nên từ xa cách mấy cây số thôi, mình chỉ cần tác ý tới ông thầy mà sai lệch là mấy cái ông này mới không biết rồi. Thành ra mình tới cửa mình xin hoài, muốn gặp ông thầy không đóng cửa, không thèm tiếp. Nói ông thầy sao khó khăn quá, mình đi xa tới muốn gặp ổng mà ổng không tiếp mình. Coi lại coi mình muốn cái gì, thực sự trong lúc đó tâm mình như thế nào. Mà bị cản trở không được gặp. Như vậy là coi như mình mất cái duyên học đạo. Là mấy vị kia không, mấy vị kia, mấy vị mà hộ vệ á, mấy ông thật lắm, mấy ông thẳng lắm, và mấy ông cứng lắm. Chúng ta mới biết cái cứng rắn của các vị hộ vệ. Chỉ trừ trường hợp rồi mấy ông không có đọc mình ra chuyện thôi, chứ mấy ông cứng ông có thể chặn đường mình đi tới để học đạo. Mà đôi lúc mình nó tự động nó tác ý với cái người hộ vệ mình, cái tự động mình thấy mình cũng chán, không muốn gặp ông thầy này để học tiếp nữa. thì mấy ông kia không có cho mấy ông mình lại học đạo, thì mình tự động với này mình cũng chán, không muốn gặp ông thầy nữa, mình không tới, gọi là mất duyên luôn trong đời này. Thật ra nếu mà mình thật có một cái lần đã sai trái sự thật, là chính bản thân mình nếu mà không có sám hối được, không có đối diện trước vị thầy sám hối được, không có đối diện trước Tam Bảo sám hối thành tâm, thì chúng ta tự làm mất cái duyên của mình. Mất cái duyên đó là khó có thể xoay trở. Thì mình nói chuyện với nhau ở đây á, thì theo cặp mắt phàm trần thì mình đối diện với mình, nhưng mà cái người họ có chiều sâu hơn, họ không nhịn người này đối diện người kia đâu, họ sẽ thấy xa hơn cái gì ở bên sau mình á. Và chính những cái đó nó lại có một cái năng lực lớn chứ không có nhỏ, để ảnh hưởng tới cái việc học đạo tu hành của chính mình. Do đó mà dù có đối diện với một người hoặc là không đối diện với người nào, chúng ta chỉ nghĩ tới người đó thôi, chúng ta chỉ suy tư tới người đó thôi, mà chúng ta có một cái chân thật á, thì tự động trời người sẽ biết mình. Phật Bồ Tát biết rất là rõ. Do nên sâu ở trong tâm, ở đây nói chuyện nói dối là nó sâu ở trong tâm của mình. Mình có một cái sai sự thật, một tí xíu sai sự thật thôi là từ chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên hộ Pháp, các vị thần hộ vệ mình biết hết. Có nghĩa là một tác ý sai của mình, một tác ý lệch lạc của mình là hằng hà sa số người biết, chứ không phải đợi ông thầy mình biết đâu. Và như vậy là mình sẽ mất hết những cái gì mà quý giá trong cái việc cầu đạo của mình, sẽ che chắn hết. Đó là cái điều mà chúng tôi nói rất là nguy hiểm. Và chúng tôi nhớ ngày xưa trong cái kinh nghiệm ở chúng trình kiến giải, gần như là vị nào nhập thất ra cũng muốn trình kiến giải là mình tu có kết quả. Chúng tôi nói dùng cái từ là tu có kết quả thôi, chưa nói là đợi Hòa Thượng công nhận mình sáng đạo nhau. Tu có kết quả rồi. Cho nên nó coi nhiều khi nhập thất hồi đầu tu cũng lơ thơ lắm, tới còn tuần hay là 3 ngày cuối cùng họ gán ngồi thiền cho nhiều, tụng kinh cho nhiều. Và cái gì? Gán nặng làm sao cho có được bài thơ. Gán nặng làm sao cho có được bài kệ. Tôi xưa hồi đầu tôi cũng bị vướng cái tâm lý đó. Thật ra ít ra nhập thất 1 tháng ra phải trình ông thầy câu gì, chứ không lẽ không có câu gì trình kỳ. Đó, bắt đầu mới đọc quyển sách này, đọc quyển sách kia, gom đi gom lại ra bài thơ. Nó ra trình thầy nói kệ, tại vì thường thường mấy ông tổ ngộ đạo hay nói kệ lắm. Ra mà nhập thất cái mình ngộ đạo, mình nói bài kệ cho sư phụ mình công nhận mình. Và đó là cách mà của những người không có tôn trọng sự thật. Không tôn trọng sự thật thì mình không nói đi, nhưng mình đã kêu người đó là thầy mình rồi, vậy mà mình không tôn trọng thầy mình. Mình nghĩ là mình có thể nói vậy là thầy mình tin rằng mình ngộ đạo. Và có đôi lúc thầy không muốn mất lòng, ông thầy cũng vậy tốt quá con. Cái người ta nghe người ta tưởng ông thầy không chứng nhận mình rồi ra phe tùm lum. Rồi các đồ nó đồn rần lên là ông thầy nhập thất 1 tháng ngộ đạo, nhưng mà thật sự không phải. Với nhiều vị thầy biết rất rõ cái công phu của người đệ tử mình rồi, nhưng đôi lúc thầy hỏi lúc này con tu làm sao rồi con, cái thôi bắt đầu sổ ra một tràng nữa. Đó là cách mà mình tự che chắn cái bước đường tu tập của chính mình, chứ không có lợi. Không thật thì mất lợi liền tức khắc. Phải nói một câu như vậy. Lúc nào mà chúng ta không thể hiện sự thật trong đời sống này, ngay phút giây đó chúng ta bất lợi về nhiều mặt. Tại vì khi mà các vị hộ pháp Long Thiên đã thấy mình có một thái độ gian dối vị thầy này rồi, là cái phước của chúng ta mất nhiều lắm. Mất phước. Và cái phước khi mất rồi là nó sẽ che chắn rất nhiều cái thiện duyên của mình đến với Phật đạo. Không phải riêng với vị thầy đó đâu, mà gọi là không tôn trọng thiện tri thức, thì đời này và mãi mãi những đời sau mình sẽ không còn gặp thiện tri thức nữa. Nhân quả này rất là lớn, không có nhỏ. Cho nên nói tới sự thật mà nếu mà chúng ta môi cho tận cùng, chúng ta sợ lắm, không dám nói dối. Dùng cái từ là phải nói là sợ bằng tất cả những cái gì vốn có nơi lòng của mình. Cho nên nó có những người Phật tử, những người đệ tử mà thầy mình hỏi mà không nói liền, Sau đó nên quỳ lại Phật 1008, 80 lại dùm mỗi đêm dùm đi. Hỏi trả lời liền đi. Hỏi mà dần dừ không trả lời làm kiếm đường nói dối rồi. Kiếm đường nói dối là mình không tôn trọng thiện tri thức. Nhân quả đó nhiều đời nhiều kiếp mình không thể gặp thiện tri thức được. Đó là nhân quả đáng sợ nhất trong Phật đạo. Cho nên tại sao có rất là nhiều người tu mà đời sau không gặp chánh pháp. Cái việc mà sát sanh á, nó vẫn có nhân quả của sát sanh, nó làm chúng ta đau khổ trong cái việc sát sanh. Nhưng mà cái việc mà dối trá là nó ảnh hưởng tới trí tuệ, tới tâm linh, tới thiền định. Việc này lớn lắm, không có nhỏ. Thật ra đụng cái gì chứ mà nói chuyện nói dối là ông thầy thì không nói gì, mà các vị Long Thiên Hộ Pháp, các vị Bồ Tát và Phật không có thể nào chấp nhận được mình. Chúng tôi không dám nói từ là không tha thứ, nhưng mà phải cho đúng cái nhân quả đó. Như vậy là tự mình lại gieo cái nghiệp duyên che chắn cái trí tuệ của chính mình trong Phật đạo. Thì cái người học đạo phải thấu rõ điều này và phải sợ sự thật. Khi mình nói ra, mình có thể mất tất cả những cái mà mình đang có, nhưng nên nói đối trước đó một vị thầy. Chúng ta nên nói sự thật. Hồi xưa chúng tôi nhớ có một vị thầy, khi mà thầy đó tin hòa thượng rồi á, thầy có một cái việc sai trái ở dưới quê á, thì nhập chúng mấy năm thầy không có dám nói. Chúng tôi nhớ ở trong thiền viện hình như là trên 5 năm rồi. Lần đó thầy có cái gọi là có công phu tiến bộ, phải dùng cái từ như vậy là đúng hơn. Thầy dám nói sự thật. Và từ một vị tỳ kheo mà tuổi hạ rất là cao, khi mà trình bày sự thật với hòa thượng xong là giải y, sống đời sống cư sĩ, bắt đầu thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo trở lại. Nhưng mà thầy dám nói. Và lúc đó trong đại chúng, cái những người mà không có phải nói là không tôn trọng sự thật, thấy sự việc đó chê trách vị thầy này. Nhưng mà vị thầy này á, tôi lại có cái duyên gần. Tại vì lúc đó mình nhỏ, mình sa di thì trong giai đoạn mà tập sự sa di thì ổng sẽ chơi chung với mình thôi. Để được gần rất là nhiều và chơi rất là thân. Bây giờ thầy đang ở Mỹ trụ trì mấy chùa rất là lớn. Và đó là người tôi kính nể trong đời, cho tôi phải dùng cái từ vậy. Tại vì họ dám chấp nhận sự thật. Một người chấp nhận sự thật là một người đáng tôn kính, chứ không phải đáng khinh bỉ. Dù sự thật đó là sự nhơ nhút của người đó, nhưng mà đó là người đáng kính. Cho nên tôi quý thầy lắm. Cho nên mỗi lần đi mà có dịp mà qua Mỹ là hay tới chùa thầy giảng. Và thầy nghe tôi qua thầy cũng mời liền. Cho nên chúng ta thấy sống ở cuộc đời này, ai đủ can đảm để chấp nhận sự thật thì người đó sẽ gần với đạo hơn. Sự thật là đạo. Mà đạo lý là một cái gì đó không hề có một chút lệch lạc gian dối. Khi mà chúng ta nói ra một điều gì mà chúng ta không nói đi nói lại, không sửa đổi, khi mà chúng ta sống mà chúng ta không còn phải sám hối. Không phải là mình là cái người giỏi quá, mình không có sai. Nhưng nếu chúng ta sống đúng sự thật thì không có gì sai trái để sám hối cả. Mà nếu chúng ta sống không đúng với sự thật, nay xin lỗi, mai xin lỗi, mốt xin lỗi, sẽ cả đời xin lỗi. Chúng ta tự kiểm lại cái tâm của mình. Thành ra khi mà những người mà thiền định đó, thì họ sẽ làm sao để cho mình đủ cái định tĩnh mà thấy biết tất cả những cái khởi nghĩ nơi tâm của mình. Và gần như chúng ta kiểm soát không còn sót một ý niệm nhỏ nhiệm nào nếu nó khởi đi một cái sự lệch lạc với sự thật. Thì khi mà chúng ta có một cái chút lệch lạc với sự thật, chúng ta kiểm soát được để trở thành ngôn ngữ, để trở thành hành động không lệch lạc. Có những cái đó mà chúng ta thấy vậy á mà rất là khó tu, không? Thấy vậy chứ mà rất là khó. Và chúng tôi mong sao tất cả những người học đạo á, nói ở bên ngoài chúng ta có thể là vì một cái quyền lợi riêng tư nhỏ nhiệm nào đó chúng ta có thể dối nhau được. Nhưng mà đến với đạo á, quý vị phải hết sức thật tâm. Chính cái thật tâm mà có lệch đi nữa thì Long Thiên Hộ Pháp, chư Phật, chư Bồ Tát biết sẽ nâng đỡ chúng ta. Chúng ta thấy một điều hay đã. Chúng ta thật tâm nhưng mà có cái sai trái thì sẽ được sự che chở bảo bọc của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị Long Thiên. Nhưng chúng ta dối lòng để chúng ta nói một điều hay thì sẽ thấy rằng thiện tri thức không còn trọng mình nữa. Chư Phật Bồ Tát không còn giúp đỡ mình giống như cái người thật trước, thì chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều cái quyền lợi trên bước đường tâm linh. Quý vị thấy con đường tâm linh là một cái gì đó rất là mù mịt ở phía trước, nhưng những cái điều căn bản mà chúng ta không làm đúng thì càng bước chúng ta càng sai. Cho nên đây là những cái điều mà chính Đức Phật dạy chúng ta xây dựng lại cái nền tảng sống cho cái người học đạo là chân thật. Đây là nền tảng để sống đúng với đạo lý. Và nếu như chúng ta đứng vững trên cái nền tảng này thì mọi hành động, cử chỉ và lời nói, việc làm của chúng ta đều đúng với sự thật rồi, thì tự động nó sẽ khế ứng, tự động nó sẽ tương ưng với đạo lý, và đạo lý đó chúng ta không sai. Đây là điều rất là hay. Cho nên đây là nền tảng thật. Và điều mà Đức Phật nói đi nói lại là sợ. Đức Phật rất sợ là ai đó sẽ mượn đạo, mượn cái quả vị, mượn cái lời nói thánh hiền để tự xưng mình là thánh. Thì đây là cái điều mà không nên ở trong Phật đạo rồi. Từ cái quả mà Tu Đà Hoàng cho tới quả Bích Chi Phật, cho tới quả Bồ Tát, nếu mà họ không có ngang tầm đó thì họ không có nên nói. Nếu Phật dặn là nếu mình không tới đó thì đừng nên nói. Và Đức Phật có nói như thế này: nếu mà thực sự mình có chứng quả, mình có đạt tới cái quả vị gì đó, thì tới cái phút gần viên tịch á, chỉ có một người đệ tử ruột là ông thầy đó cho biết thôi. Đức Phật nói là nó có một cái đoạn, ví dụ như có những cái loại chúng sinh, những người đồng nam, đồng nữ nè, cho tới những cái dâm nữ, những quả phụ, những kẻ gian dối, những người trộm cắp, những người hàng thịt, những người buôn bán, cùng những người xấu dở trên thế gian này, thì họ đồng sự nhiếp với người đó để độ người ta. Khi thân cận người ta mới nói lên cái giá trị đạo lý Đại Thừa. Vì vậy trong giai đoạn mà mình đang công phu, ở đây chúng ta mới nói lại là cái giai đoạn chúng ta đang công phu, cái việc mình mà chưa thông á ha, thì đừng làm ơn làm phước, đừng nhận định người khác giùm. Chúng tôi nói là cái việc mình chưa thông có nghĩa là chân lý mình chưa sáng tỏ, sanh tử mình chưa xong, trí tuệ mình chưa có đủ để có thể thấy hết nghiệp tập của mình, để mình giải tỏa được tất cả những nghiệp tập, quá tán được tất cả những nghiệp tập, để chúng ta mở được cái tuệ để thấy tận cùng cái sinh tử của chính mình, thì việc đó xem như mình chưa xong. Và chưa xong thì mình nhìn tất cả mọi điều, mọi cái đều theo kiến giải, kiến thức, theo nghiệp tập của mình, chứ mình không bao giờ nhìn thấy đến sự thật đâu. Và nếu mình nhìn theo cái kiểu của mình mà mình đi kết luận ai đó, lỡ mà chúng ta kết luận một cái vị cao hơn mình chút về mặt trí tuệ, cao hơn mình chút về mặt phước báo, thì mình sẽ mất đi cái phước lành của mình. Và rõ ràng là lúc mà chúng ta chưa có mở cái tuệ Phật đạo, không có cái nhận định nào được gọi là chính xác đâu. Tại vì tất cả nhận định chúng ta đều kèm theo cái kiến thức và nghiệp tập của chính mình cả. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Ra tốt nhất để đỡ đi cái sự phiền hà cho chính bản thân mình trong cái việc tu tập, chúng tôi nói đỡ phiền hà cho chính bản thân mình thôi, chứ nhiều khi mình có nói, ví dụ như người ta chứng thánh, mình nói người ta phàm, người ta không thể xuống thành phàm như lời nói của mình đâu. Mình nói là mình nói, chuyện của người ta là chuyện của người ta, và nhất là nhân quả của người khác, họ làm là họ gánh chịu, chứ mình không thể nào kê vai chịu thế. Dù là cha mẹ, dù là vợ chồng, dù là bạn bè, dù là thầy trò, không ai gánh nghiệp của ai được. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên khi mà chúng ta không biết gì, chưa có tỏ tường về chính mình, thì chúng ta phải nói một câu là mình không đủ trí tuệ để có thể nhận định một cái sự việc trước mắt. Ví dụ như đây là một cành lá, ngày nào mà chúng ta chưa chứng được đạo quả, chúng ta chưa hiểu hết lá cây này, đừng nói là một người. Chúng ta không hiểu hết đâu. Thật ra những cái nhận định chúng ta là theo tư kiến của chính mình. Mình nhìn người theo cái nhìn, theo cái kiến của mình. Kiến mình méo thì người sẽ thành méo, kiến mình tròn là người đó thành tròn, kiến mình đen là người đó thành đen, kiến mình trắng là người đó thành trắng. Chừng nào mình lột hết cặp kiến màu của mình ra để mà nhìn đúng sự thật của một vấn đề một lần trong đời này. Chúng ta có một lần chạm sự thật, chúng ta có một lần thấu rõ chân lý, thì lần đó đó chúng ta sẽ hiểu được người bên cạnh mình là ai. Còn nếu không, chúng ta sống chung 1 tỷ năm chúng ta vẫn không hiểu họ đâu. Do đó tất cả những cái nhận định của mình đều phải mang một cái nhân quả nghiệp báo. Và chính điều này, nếu mà có dở mà xúc phạm các vị thánh hiền thì sẽ mất đi cái duyên lành thân cận để học đạo. Còn nếu là bạn bè thì chúng ta mất đi cái duyên để có thể thông cảm, chia sẻ với nhau ở trong Phật đạo. Nó sẽ mất đi rất là nhiều cái phước báo của chính chúng ta. Cho nên đó là khi mà Đức Phật đã nói tới cái chuyện này rồi á, không, giống như là trong cái trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói 32 cái ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng ở đằng này Đức Phật còn nói sâu hơn nữa, cho tới những người làm thịt, cho tới những dâm nữ, cho tới những quẻ phụ, những kẻ gian dối, những người trộm cắp, những người hàng thịt, những người buôn bán, cùng làm một việc. Cái này còn hơn là 32 ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm nữa. Chứ những vị Đại Bồ Tát họ có thể làm tất cả những cái việc mà chúng ta thấy bình thường. Giống như bây giờ trong cái nhóm mà 5 người, 10 người xin ăn, coi chừng trong đó có ông Bồ Tát, trong đó là mình mò không nổi đâu. Mà họ làm như vậy đã, có khi một cái đời họ hành cái hạnh nhẫn nhục thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy này nha, một vị vua quan thì chúng ta lại chúng ta đưa tiền sao? Thập thọ, thập thục phải không? Đứng ngoài chờ làm sao mà mình lại mình cúng cho ổng được, cái mình mừng lắm. Ví dụ như bây giờ mình gặp mấy vị tôn đức đi, mỗi lần mình tới mình cúng dường sao mình cũng cung kính, mình cũng lễ lại ha. Rồi bây giờ bắt đầu tới người hơi cao mình chút mình cũng cung kính, người ngang mình chút mình đưa tiền, cái thái độ khác rồi đó. Người hơn mình chút mình đưa tiền họ là có một cái thái độ khác rồi đó, đúng không? Là tới những người ăn xin mình đưa tiền họ mình có cung kính giống như mình cung kính cúng dường hòa thượng không? Đâu có làm nổi đâu, mình làm không nổi. Như vậy là tất cả những người ăn xin luôn đón nhận cái sự khinh chê của người khác suốt cả một cái cuộc đời của mình. Phải nói như vậy. Nhưng mà do cái tâm ngạo mạn nhiều kiếp của mình rồi, mình chưa bao giờ chấp nhận người ta chê mình. Thì các vị mà đã tu tập nó thấy được cái điều này, nó còn lợn cợn nơi tâm của mình, cho nên muốn một đời này lết lết ngoài đường để người ta chê, người ta coi thường, người ta coi khinh, người ta coi rẻ, để tu được cái hạnh đó. Đó là một hạnh tu. Như vậy là như mình bây giờ này bắt mình lết ngoài đường mình xin ăn chừng 3 ngày mình chịu nổi không? Chưa chắc mình theo nổi. Giỏi lắm là 3 ngày đi, có thể theo mà ngày thứ 4 là coi chừng. Như vậy mà người đó có thể làm được. Thật ra là có khi họ làm những cái hạnh rất là khó có thể làm với người bình thường, thì mình chưa biết đó là ai đâu. Cho nên đó, tốt nhất là mình nên có tâm hiểu biết đúng cái chánh pháp, là đúng lời chư Phật dạy nữa là gì? Là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, đúng không? Thì vậy là nên tôn trọng và cung kính những vị Phật tương lai dùm đi, để đừng bị mất phước. Lỡ 11 ổng thành Phật thiệt, mình ngồi ở đây mình nghe Pháp không có mắc cỡ. Chứ còn mình có cái tâm mình coi thường, mình coi khinh, mình thế này thế nọ, mà lỡ mà không có một cái gì á, mình tới mình cầu học, mình cảm giác nó ngày ngùng, bản ngã mình không có cho phép. Thật ra ở đây Đức Phật đã dạy tới cái điều kinh khủng là đồng sự làm tới dâm nữ, đồng sự làm tới kẻ trộm cắp. Thì đây là một cái hạnh mà rất là khó làm, mà vẫn phải giấu kín cho tới khi lâm chung. Đây là điều đáng sợ. Thôi chịu quá không nổi, ức khai đại cho rồi, cho người biết để thông cảm với mình, nhưng mà không hề khai cho tới khi chết, đúng không? Tới khi chết rồi mới nói người là tôi xuống đây là tôi phải làm cái hạnh đó để tôi tu tập cái kiểu gì, hoặc là tôi đổ ai đó, thì lúc đó thì chỉ có một người duy nhất biết. Ở đây Đức Phật nói là khi lâm chung là âm thầm có những lời di chúc. Đức Phật dụng từ là âm thầm có những lời di chúc, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi vậy. Nó giống như cái chuyện của một vị Đại Bồ Tát, nhưng mà các vị này thì làm hơi giống Thánh Hiền hơn. Tức là ở Trung Quốc có một vị được gọi là Bố Đại Hòa Thượng, đời nổi danh là vậy, lúc nào cũng quải vào bố to, ai xin gì móc ra là có cái đó. Mấy đứa bé xin kẹo là thôi móc lúc nào cũng có, đầy túi kẹo, đi đâu cũng quải một cái bị như vậy. Nói Pháp thì mình không thấy trong lịch sử ghi cái gì, nhưng đến khi tịch á, ông làm bài kệ thì lúc đó người ta biết đó là hóa thân của Phật Di Lặc. Ngài nói là Di Lặc chân Di Lặc phân thân thiên bá ức, thời thời thị thời nhân thời bất thức. Tức là Di Lặc là cái gì chứ? Di Lặc mà chân Di Lặc á thì phân thân ngàn muôn ức, để được đến các cõi chứ không phải cõi người mình không, mà từng giờ từng phút khai thị cho thế gian này, nhưng mà thế gian này không biết, tới hồi tịch rồi mới biết. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là các vị Bồ Tát luôn làm cái kiểu đó. Cho nên ngồi trong cái số này chưa chắc là ít Bồ Tát, phải không? Cũng muốn ngồi mấy vị Bồ Tát ngồi nghe thử coi ông này ông nói đúng với đạo lý không chứ không hẳn là tới đây để học đạo nữa. Thật ra nếu mà thật tâm mà chúng ta học đạo á, cho nên cái điều mà chúng ta thấy nó phá cái phước lành của mình nhiều nhất là gì? Thiếu cái sự khiêm tốn. Chúng tôi dùng cái từ thiếu khiêm tốn thôi, chứ đừng nói là cái tâm ngạo mạn. Ngạo mạn thì hết đỡ rồi, thiếu khiêm tốn giữa cuộc đời này phá phước lành mình ghê gớm nhất. Có thể mình làm phước cả một cái đời của mình nha, nhưng chỉ cần một lời nói mình khinh khi một người khác thôi, trong một cái sự bất giác nào đó mà mình khinh khi người đó, nói chuyện với một cái sự không khiêm tốn, đủ để có thể tiêu tan hết phước báo mình làm. Chứ còn mà ngạo mạn để chê ai nữa thì cái chuyện đó là nó quá lớn rồi. Vì sao mà mình khinh khi người ta? Vì đầu tiên là mình đã thấy lệch lạc, mình thấy cái bản ngã mình nó hơn bản ngã người bên cạnh, tức là mất đi cái sự thấy biết bình đẳng trong Phật đạo rồi. Chúng ta không còn thấy bình đẳng nữa. Và khi mà chúng ta thấy không bình đẳng thì chúng ta sẽ thấy có một sự lệch lạc và thấy có sự cao thấp để phân chia trong đó, và lúc đó phước lành chúng ta nó sẽ bị mất. Cho nên mỗi khi mà chúng ta có một cái gì sai sự thật trong đời sống này, ở đây Đức Phật dạy là nói dối, nhưng mà với chúng tôi nó là có một chút lệch lạc sự thật, một chút lệch lạc thôi. Mà sự lệch lạc đó bình thường thì có thể sửa sai được, nhưng mình lệch lạc nó sâu đậm, có khi một đời chúng ta sám hối không xong. Vì vậy mà cái tâm chân thật là điều rất cần, điều rất cần cho bản thân mình từ đây cho tới khi thành Phật, chứ không phải cần cho người khác, mà cần trước mắt là cho chính mình, để làm sao mình luôn gìn giữ mình sống đúng mảnh đất thật hiện đang có. Mà nếu chúng ta sống đúng mảnh đất thật hiện đang có, tức là chúng ta đang ở trong đạo. Cho nên không cần phải là dụng công tọa thiền nhiều, lại Phật nhiều, mà cần là chúng ta luôn luôn tiếp cận được với sự thật. Chúng ta đang ở trong sự thật, chúng ta đừng bao giờ cho mình rời khỏi sự thật đang có. Chứ không phải là sự thật là chúng ta xây dựng, không phải là chúng ta cố gắng để xây dựng cho ra sự thật trong cuộc sống này, không phải như vậy. Mà sự thật đó chúng ta không chấp nhận nổi, không thừa đương nổi. Chứ sự thật luôn luôn là sự thật. Lạ lắm, chân lý luôn luôn hiện bày, mỗi sự thật luôn luôn hiện có. Mà chúng ta cảm giác khó khăn để nhập đạo, chúng ta cảm giác đạo là một cái gì đó rất là khó tu, sự thật là cái gì đó khó có thể làm. Thì đó là gì? Chúng ta khởi cái nghiệp chướng mình lên che trong lúc đó. Một niệm thấy khó của mình là gì? là tự mình khởi cái chướng nghiệp của mình lên. Cái sự thật, ví dụ như đang ngồi đây, cái sự thật đang hiện ra là mình đang hít, mình đang thở, đó là sự thật. Nhưng mà người nào thấy thở khó là người đó bị bệnh nghẹt mũi không? Đó là sự thật đang có. Không khí đang lưu thông, cơ thể mà đang lưu thông, đó là sự thật. Và mọi sự thật khác cũng giống như cái mình đang thở bây giờ chứ không phải khác. Như lúc này mà mình cảm giác thở thông, tức là mình đang làm đúng sự thật đang hiện hữu của thân và cái không khí này, đúng không? Đó là chúng ta làm đúng sự thật. Chúng ta đang sống đúng với sự thật đang có, là mỗi điều lưu thông không ứ trệ. Lạ lắm. Chúng ta sống đúng với đạo là gần như không có bất kỳ một cái gì bế tắc. Nếu ai cảm giác bế tắc thì sẽ đủ bình tĩnh ngồi lại giùm đi. Ví dụ nha, ví dụ bây giờ mình đang đi kinh hành thôi, mà mình cảm nghe nó có một cái gì không thông á, đứng lại liền đi. Đứng lại liền. Lý do gì ngay tại đây mình không thông? Kiểm tra lại coi, đủ bình tĩnh để soi xét lại ngay giờ phút này mình làm cái gì mà mình không thông đây. Thì mình sẽ thấy ra sự thật là mình giận ai đó, mình thương ai đó, mình buồn ai đó, mình khởi cái nghiệp chướng gì lên rồi, cho nên tự nó làm tắt mình. Chứ còn chân lý nó luôn luôn lưu thông, sự thật luôn luôn lưu thông, mọi cái luôn luôn lưu thông và hiện hữu. Không có bất kỳ một cái gì mà đạo lý nào mà bị bế tắc cả. Chân lý luôn luôn hiện hữu và lưu thông. Lúc nào mình cảm giác mình không thông, có nghĩa là lúc đó mình tự rời chân lý, để mình theo cái tư kiến riêng của mình. Chỉ vậy thôi à. Mình đừng có theo tư kiến riêng nữa, đừng có theo nghiệp tập nữa, là tự động mình sẽ hòa nhập. Thật ra chúng tôi nói đi nói lại hoài, thiền dễ tu hơn tất cả các phương pháp nào khác. Ai mà cho tu thiền khó là người đó không có hiểu thiền. Chứ tu thiền dễ lắm luôn, dễ mà gần như mình không làm thêm cái gì nó thành thiền rồi. Làm thêm cái gì tự động mình lìa. Thiền là sự thật, đơn giản như vậy đi. Chúng ta định nghĩa rất là gọn, thiền là sự thật luôn hiển bài. Cho nên ngày nào mình không có sống đúng với sự thật, tức là ngày đó mình không có tu thiền. Ở đây Đức Phật cũng dạy là chúng ta phải sống đúng sự thật, là chúng ta đang tu thiền. Chúng ta đang tu là chúng ta luôn luôn ở trên mảnh đất thật, để thấy, để nghe, để nói năng và hành động. Còn nếu như ngày giờ phút giây nào mà chúng ta rời sự thật, chúng ta thấy nghe lệch lạc, chúng ta hiểu một vấn đề không đúng, nhìn một cái chuyện đó sai, có nghĩa là tự mình rời căn nhà đạo lý, tự mình rời tam bảo, tự mình khuấy cái sự bình an của mình lên để mình xa rời chánh đạo. Chứ không phải là một sự xây dựng khó khăn. Học đạo á, có nhiều người đúng là nói đúng cái từ Phật đạo là giống như nghiệp nó bắt đầu nó che chắn mình. Mình cảm giác cái gì nó cũng thành khó khi đi vô học đạo hết trơn á. Học hoài thấy chân lý nó mù mịt hoài cho chính mình, nhưng mình không chịu quay lại để thấy rằng cái lỗi của mình đó. Đủ bình tĩnh để quay lại trong mọi vấn đề, mọi hành động sống mà mình cảm giác bế tắc là mình quay lại mình nhìn đi. Có chuyện gì ngay trong cái khoảnh khắc đó là mình bế tắc. Chứ bình thường gần như tất cả chúng sanh đều sống trong đạo và rất là hợp với đạo. Tất cả mọi người đều sống đúng với thiền, đang hợp với thiền, không ai sống lệch hết á. Nhưng mình không có chịu một cái sự bình thường hiện thực đang diễn ra. Mình muốn có cái gì ghê gớm hơn, thành ra mình phải dụng công thêm thắt. Chứ nếu mình chấp nhận sự thật là gần như mỗi hành động cử chỉ mình đang sống đúng với đạo. Như mình muốn có tự nhiên ngồi đây mình thấy bình thường quá, đúng không? Bây giờ nói đây là đạo, có ai tin nổi không? Cái sự bình thường đang diễn ra ngay tại đây. Và bây giờ ai đủ có thể cảm nhận được cái đạo là một cái gì hết sức là bình an, hiện thực, bình thường, bình dị như bây giờ? Chúng ta chấp nhận nổi điều này không? Mấy người chấp nhận? Mấy người chấp nhận? Mà nếu chúng ta không chấp nhận đây đó, thì người ta sẽ nghĩ là mình chút nữa sẽ hơn bây giờ. Chỉ cần ý niệm thôi. Cho nên cố gắng phấn đấu để mình hơn đi cái đang hiện có này. Chính cái sự cố gắng đó là cái sự che chắn đạo lý của chính mình. Rồi bắt đầu dụng công Không niệm Phật thì cũng gắng trì chú câu nào mà linh nhất là mình sẽ tu, câu nào mà thường thường để người khác tu, để mình là cao thủ mà ra lựa câu nào linh thiệt là linh mình mới trì, để cho mau sạch nghiệp tập. Nghiệp tập là cái gì? Nghiệp tập là những cái móng khởi nơi tâm, đúng không? Đủ trí tuệ để thấy từng móng khởi đó là quá tán từng nghiệp tập một, chứ làm gì thêm. Nếu mà nghiệp tập xảy ra bằng cái câu trì chú có thể diệt được nghiệp, bằng câu niệm Phật diệt được nghiệp. Nếu mình không thấy nó là đúng là sai, mình diệt nó nói không? Không đủ trí tuệ để thấy cái móng khởi nơi tâm, mình nói mình diệt nó sao? Sai rồi. Không có thể dùng cái kiểu này kiểu kia, được gọi là chuyển hóa nghiệp thức. Muốn chuyển hóa là phải thấu hiểu tường tận nó mới có thể chuyển hóa được. Thấy đến sự thật của tất cả nghiệp tập đang hiện hữu thì mình mới chuyển hóa được. Và không phải thấy từng nghiệp nữa, không thấy thì theo ý kiểu thiền sư là nghiệp chướng xưa nay là không. Khi mà mình chấp nhận sự thật ở đây một cách bình thường, ở đây ngay tại đây nè ha, nó không có cảm giác, nó không có cảm thọ, không có gì hết trơn á, không phải là cảnh giới gì hết đó. Nhưng mà sự thật này được mình chấp nhận một lần, mình mới thấy rằng không phải bình thường như cái kiểu che chắn của phàm phu mình như từ trước giờ nữa. Sự thật ngay tại đây mà được mình chấp nhận là cái pháp hội này rất sáng hào quang liền. Một điều rất lạ lùng là mình thấy nó vượt qua cái nghiệp thức, mình phá vỡ tất cả những nghiệp thức để mình thấy đúng sự thật. Nghiệp nó luôn luôn là một cái màn che trong cuộc sống này, kỳ lắm. Nó không biết là cái gì nhưng mà luôn luôn làm cho mình thấy không đúng, mà không biết nó nằm đâu. Nó cũng hiện hữu giống như đạo lý vậy đó. Khi mà chúng ta phá vỡ cái màn che của nghiệp tập là mỗi cái rực rỡ hào quang. Không phải là cái này nó không có hào quang, nhưng mà bây giờ mình thấy bằng mắt cho nên thấy bằng nghiệp. Vì vậy mình chỉ thấy cái màu đỏ đỏ sáng sáng vậy thôi, chứ mình không thấy hào quang của cái bông này. Nhưng mình phá được cái màn của nghiệp tập rồi là mình thấy cái tất cả những cái này nó đều rực rỡ. Bây giờ mình thấy nó đẹp chỉ có 1/1 tỷ thôi, nhưng mà lúc mà nhìn không còn nghiệp rồi cái này nó sẽ rực gấp 1 tỷ lần. Đó là một điều mà chúng ta mới thấy là khi mà thấy đúng sự thật thì mọi điều sáng tỏ, và khi thấy không đúng sự thật thì cái gì cũng bết lấp, kiểu nào cũng bết lấp. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải sống đúng sự thật dùm, sống đúng sự thật thôi, thấy đúng và nói đúng. Đó là đạo. Thấy đúng, sống đúng và nói đúng, đó là đạo Phật. Chứ đạo Phật không có cái gì cao xa lắm. Nhưng khi một phen thấy đúng là một phen xé nát, xé toẹt hết tất cả những cái che chắn của nghiệp thức ngàn kiếp của mình ngay tại đây. Bây giờ ví dụ chúng ta nói sự thật đây bình yên, quý vị cũng nhìn lại nơi tâm mình, quý vị vẫn thấy nó bình yên, nhưng cái thấy nó mang nghiệp rồi. Ngộ không? Quý vị đang thấy mình bình yên tức là cái thấy của nghiệp, chịu không? Tại vì sao? Tại vì vừa nghe ông thầy nói là nó liền thành kiến thức của mình, nó trở thành nghiệp tập rồi. Thật ra học để đừng có dính trong nghiệp. Người học đạo linh thông đến mức độ nhạy bén là vừa có cái gì mà chạm tới mình mà không thành nghiệp thì người đó là người tu giỏi. Nhưng bây giờ mà nói một câu đúng chân lý mình chấp nhận thì liền thành gì? Nghiệp. Chấp nhận chân lý là nghiệp mình khởi lên. Cho nên nhắc đi nhắc lại, chúng tôi rất là thích cái kiểu trả lời của cái Ngài Vô Nghiệp Thiền Sư. Ổng được đặt danh là Vô Nghiệp Thiền Sư. Một hành giả lại hỏi ổng thế nào là nghiệp chướng, ổng nói là bổn lai không. Trả lời tỉnh queo, nghiệp chướng là bổn lai không. Người này mới thiết tha học đạo. Bổn lai không không biết là cái gì, nhưng thưa hòa thượng thế nào là bổn lai không, thì ông cũng ngồi tịnh rụi, ông nói là nghiệp chướng. Người kia cũng tức quá hỏi lại thưa hòa thượng thế nào là nghiệp chướng, thì ông cũng ngồi tịnh rụi đó, nó là bổn lai không. Nói chuyện như là không có chuyện gì xảy ra vậy đó, người ta ức gần chết luôn à. Ông này cũng tức quá, thưa hòa thượng cái gì là bổn lai không, thì ông nói là nghiệp chướng. Ông kia ông tức quá, ông hỏi lại lần thứ ba thưa hòa thượng thế nào là nghiệp chướng, thì ông trả lời là bổn lai không. Ông nói chuyện gì không có chuyện gì nữa. Ông này ông ức quá, thưa hòa thượng con thật lòng hỏi đạo với hòa thượng nghiêm túc trả lời con. Ông nói ủa nãy giờ ta rất là nghiêm túc cơ mà. Câu chuyện rất là hay, tôi thích lắm, mỗi lần mình nghĩ tới chuyện này tôi rất là thích. Thì rõ ràng là nghiệp chướng từ xưa hay là không. Nhưng muốn hiểu bổn lại không là gì thì cái hiểu đó trở thành nghiệp chướng cái gì nữa. Cho nên ông trả lời vắn tắt là anh này hỏi thế nào là nghiệp chướng bổn lại không, thì ông nói là nghiệp chướng. Thật ra khi muốn hiểu đạo là nghiệp chướng, khi mình công nhận cái đó là đạo, khi mình chấp nhận cái đó là đạo, đó cũng là nghiệp chướng. Cho nên mình ngồi đây mình nhìn thấy cái tâm mình bình an thì là nghiệp chướng. Cái bình an mình không thể thấy được, nó tự thể hiện cái sự bình an đó. Thì sự bình an nó tự toát lộ một cái sức sống yên bình cho mình ngay tại đây, mà không phải là do mình thấy. Tại vì có mình tức là có bản ngã, bản ngã mới thấy được sự bình an. Thì bình an bị bản ngã thấy tức là thành nghiệp chướng tức khắc, chứ không nói gì. Thì đó là nghiệp chướng. Hỏi bình an không? Nói dạ bình an, thì ông thầy sẽ trả lời đó là nghiệp chướng đó cơ. Người ta tức lắm, trời ơi tôi cảm giác tôi bình an, tôi thấy tôi bình an, tôi thấy tôi thanh tịnh, tôi biết rõ ràng đây, mà tại sao thầy nói tôi nghiệp chướng? Rõ ràng là nghiệp chướng, tại có mình thấy bình an, mình thấy nghiệp, mình thấy thanh tịnh là có mình. Ai thấy? Mình thấy. Mình là gì? Mình là bản ngã. Đã có mình rồi thì có đủ thứ, thì nghiệp chướng nó trào dâng thôi. Cho nên bây giờ làm sao thấy nghe để nghiệp chướng đừng nổi lên, đó là thấy đạo. Thấy đúng sự thật là không mang theo nghiệp chướng. Không mang theo nghiệp chướng tức là không có kiến thức khi thấy nghe. Mà mình nói nghe, đang nghe mà không có kiến thức, không có hiểu biết, ai làm được? Học là phải nghe, nghe là phải hiểu, hiểu để tu. Nhưng bây giờ kêu là nghe Pháp đừng có hiểu, là có nói sai không? Tôi nói không, nói đúng. Tại tôi muốn mọi người đừng có tu cho nên không có hiểu gì hết trơn. Nếu mà ở đây có một Pháp để cho mọi người tu thì đừng có tới nghe nữa. Nghe để nghỉ tu, nghe làm sao để hết kiến thức, nghe làm sao để không có còn cái gì để có thể dụng công được, nghe làm sao mất cái người ngồi đang nghe chỉ là cái sự hiện hữu rõ biến đó thôi. Nghe là nghe chứ không nghe chỉ nghe nữa, không? Không phải đi là biết đi, không phải nghe là biết nghe. Ngồi đây nghe là nghe chứ đừng có biết nghe. Nghe là nghe và chỉ nghe mà thôi. Mọi cái đều hiện hữu rõ ràng như vậy thôi. Âm thanh hiện hữu, nhận rõ âm thanh. Cái nhận rõ âm thanh đó không phải là cái nghe. Chừng nào quý vị phân biệt được đó, ha? Cái nhận biết âm thanh đang có ở đây mà nó không phải là cái nghe, thì cái đó là cái nhận biết của đạo đó. Chừng nào quý vị sẽ nhận biết được cái mà đang thấy hình sắc ở đây không phải là có cái người đang thấy và vật bị thấy, thì lúc đó là đạo. Nhận rõ mọi cái nhưng mà không có người đằng kia thấy đằng này, không phải. Nếu mà đằng kia thấy ở đây là có gì? Có từ mình tới đây một khoảng không gian và có cái vật hiện hữu, nhiều cái lắm chứ không phải là thấy hai nữa. Thì nghe, chúng tôi nói nghe là nghe chứ không có chỉ nghe. Nghe là chính nó, chính cái đang nghe đó là nó. Nhưng mà cái đang nghe nó không phải là cái đang nghe theo cái kiểu mà phàm phu mình hiểu từ xưa tới giờ. Chúng ta thoát ra cái nhận định mà từ hồi nhỏ cho tới bây giờ có âm thanh là mình nghe, đúng không? Bây giờ có ai thoát ra được cái có âm thanh mình nghe chưa? Ai thoát ra được tức là người đó thấy đúng rồi, tức là nhận biết âm thanh này mà không phải mình nghe. Có một sự nhận biết không phải là mình. Như vậy là cái nhận biết đó đó in tuồng, như không phải là lỗ tai để biết nó in tuồng thôi. Nhưng mà mình ở đây nó vẫn còn là trung tâm để có thể nhận biết qua lỗ tai. Nhưng mà ngay nơi cái âm thanh đang hiện này nè, ngay nơi âm thanh đang hiện, tức là nãy giờ quý vị đang nghe từng lời, từng chữ, từng câu ha. Cái chỗ mà đang nhận biết, cái chỗ nào đang rõ từng lời nói này, nếu mà mình đủ cái sức để mình thoát ra khỏi cái lỗ tai của mình á, thì mình sẽ nghe cái âm thanh hiện hữu ở chỗ của âm thanh á. chứ không phải hiện trong lỗ tai của mình. Ví dụ như nghe tiếng ồn phía bên đó đó là mình đang hiện ở đó đó. Mình phải hiện được như vậy, mà không phải là một sự biến hiện. Tại vì ở đó mình cũng nghe, mà ở đây mình nghe, ở đằng sau mình cũng nghe, khắp nơi nghe. Thì vậy là mình ở các chỗ để mình nhận biết âm thanh. Thì mình không phải nghe bằng cái lỗ tai này, mà mình đang ở chỗ tất cả những âm thanh. Có nghĩa mình không phải là cái lỗ tai này, mình không phải là thân tâm này, mà mình là khắp. Mình ở khắp, cho nên động ở chỗ nào mình cũng nhận ra. Và cái khó khăn của mình chưa ra khỏi thân, cho nên mình nghe có một khoảng nhỏ này thôi nha. Rồi lúc nào mà mình ở đây mình thả lỏng được ha, quý vị thả lỏng được để mình đừng có kẹt trong cái nghe mà tập trung vô đây nè, đừng kẹt trong cái nghe mà mình nhận định ở đây nè. Thả lỏng luôn đi, nghe đừng có nhận định này ha, để lần mình được một lần vượt thoát cái nhận định. Chứ nói vậy chứ cái nghiệp nó vẫn bắt mình nhận định ngay tại đây. Mình nghe mình hiểu ngay tại đây, nhưng mình nghe mà mình thả lỏng để lần cái nghe mà không có phải là nghe để hiểu, nó chỉ là nghe thôi, nó liên tục là nghe hiện hữu. Thì quý vị sẽ thoát hẳn ra cái thân tâm này. Không phải thân tâm này là trung tâm để nhận biết mọi điều, mà cái nhận biết đó là ở khắp, chứ không phải là ở đây. Sẽ xảy ra một điều kỳ diệu liền tức khắc. Nghe đúng sự thật, nghe vượt khỏi nghiệp tập. Còn không á là sẽ có hiểu biết. Và chúng ta liên tục nhận, liên tục rõ biết, chứ không phải là liên tục hiểu biết ngay tại đây à. Liên tục rõ ràng, chứ không phải là liên tục hiểu. Cái rõ ràng đó không phải là mình ngồi ở chỗ mình đang ở đây mà mình rõ ràng. Quý vị nghe làm sao mà quý vị rõ ràng nghe ở chỗ cái loa? Tức là mình sẽ hiện ở chỗ cái loa. Cái loa trước mình đang hiện ở đó, loa bên hông mình cũng đang hiện đó, loa sau lưng mình cũng đang hiện đó. Tức là chỗ nào có âm thanh là mình hiện hữu, mà không phải là sự biến hiện. Không phải là mình biến hóa để mình có mặt ở khắp nơi, mà mình vốn ở khắp nơi. Cho nên cái gì mà lọt vô cái lưới mình là bị động. Tưởng tượng như mình văng hết nguyên cái mành lưới khắp hư không này, con chim hay con gì bay trúng lưới là bắt đầu động. Đó là cái mình đang có, và đó mới là cái nghe vượt thoát cái nghiệp chướng, nghe đến sự thật. Và chừng nào mà mình một lần được như vậy á, thì chừng đó mình sẽ nhận định mọi điều đúng sự thật của chính nó.